Chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm rồi. Khi đó tôi còn làm y tá ở bệnh viện. Con ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi? Thông tin về nạn nhân đây nhé chị. Tai nạn xe hơi, hai đứa bị thương nặng, một đứa tử vong. Còn cô bé này đang nguy kịch, sắp được mổ não cấp cứu. Tại sao lại là tôi? Đây là nhiệm vụ của bác sĩ mà. Tôi biết, nhưng người nhà của bệnh nhân không rành tiếng Mỹ. Cô đi theo thông dịch cho bác sĩ và ráng gian này họ giúp chúng tôi. Cháu mong hai bác suy nghĩ thật kỹ ạ. Cháu biết điều này nói ra thật tàn nhẫn đối với hai bác, nhưng thật sự chúng sẽ giúp được cho biết bao nhiêu người đang thoi thóp chờ từng ngày được ghép tạng. Cháu xin hai bác. Không, tôi không thể làm điều đó được. Con tôi vừa mới mất thôi mà. Nhưng mà thật sự cháu... Cô làm ơn ra khỏi đây giùm đi. Hãy để con trai tôi được yên. Cháu xin lỗi hai bác. Có cha mẹ người Việt nào chịu hiến tạng con của mình cơ chứ? Giật cả mình. Cậu tìm ai? Cậu cần gì à? Em đi kiếm đồ. Cậu bị mất cái gì? Em làm rớt cái ví trong xe. Trong đó có một món đồ rất quan trọng. Chị kiếm giùm em nhé chị. Nhớ nhé chị. Nhưng mà... Này! Này! Đi mất tiêu rồi. Sao mà lạnh quá vậy nè? Trời đất! Sao mặt chị xanh lè vậy nè? Chị có ổn không đó? Tự nhiên thấy lạnh người à. Mà chắc ngồi nghỉ chút sẽ ổn. Vậy tôi đi ra ngoài nha. Dạ. Cảm ơn chị. Ví, xe, biết ở đâu mà tìm. Mà cậu thanh niên đó là ai cơ chứ? Tên bệnh nhân ghi ở 6 phòng. Có bệnh nhân nào là người Việt đâu. Lạ quá. Nãy giờ chị có thấy cậu con trai người Việt nào ở đây không? Không thấy chị ơi. À, hồ sơ của bệnh nhân vừa phẫu thuật não xong này. Cảm ơn chị. Chắc bác sĩ đã nói cho hai bác biết tình trạng mù đôi mắt của Sen do chấn thương quá nặng. Con bé còn sống là may mắn lắm rồi. Không biết nó sẽ ra sao khi tỉnh dậy mà biết người yêu của nó đã chết. Người yêu của Sen là cậu con trai ngồi chung xe sao bác? Phải rồi cô, chúng nó yêu nhau lắm. Tình yêu tuổi học trò mà, đứa nào cũng giỏi giang, tốt bụng. Thế mà chỉ qua một đêm. Bác sĩ nói con bác còn có hy vọng thấy lại ánh sáng nếu... Dân, tôi biết. Nhưng ở đâu ra cặp mắt để thay kia chứ? Nếu đó là cặp mắt của người còn sống, thì con gái tôi nó sẽ không chịu nhận đâu. Nhưng nếu đó là cặp mắt của một người vừa mới mất thì... Cô ạ, tôi hiểu điều cô muốn nói. Nhưng tôi cũng biết nỗi đau của người mẹ mất con. Nó khủng khiếp lắm. Tôi đang tìm một người y tá Việt. Tôi đây thưa ông. Ông cần tôi giúp điều gì? Tôi muốn nhờ cô đi với tôi đến gặp gia đình người tử nạn trong tai nạn xe hôm nay. Chiếc xe nát bét cả. Trước khi xe kéo tới kéo đi, chúng tôi đã tìm thấy chiếc ví này. Nó thuộc về người đã chết. Tôi muốn giao lại vật này cho thân nhân của cậu ta. Ví, xe, người tử nạn. Sao giống y hệt những điều cậu bé kia vừa nói? Ông có thể cho tôi xem bên trong chiếc ví được không? Được. Cô có thể xem.
này quen quá. Chẳng lẽ mình đã gặp? Trong ví này có một vật rất quan trọng. Nhớ nhé chị, nhớ nhé chị. Phải rồi, chiếc bằng lái. Đây rồi, đây rồi, tôi tìm thấy rồi. Alo, có phải cơ quan quản lý các phương tiện cơ giới California không? Tôi là trung úy cảnh sát, tôi gọi để xác nhận. Vâng, đúng rồi anh ạ. Người này đã đăng ký trở thành donor, người hiến tặng tự nguyện. Thôi thì con tôi nó đã muốn như vậy, chúng tôi xin nghe theo ý nguyện của cháu. Xin bệnh viện giúp cháu làm tròn tâm nguyện, giúp đỡ tất cả những ai đang chờ được giúp. Hôm ấy là một ngày không thể nào quên đối với tôi. Tất cả những người có mặt lúc đó đều rơi nước mắt và thầm cảm ơn cha mẹ cậu bé vì một quyết định quá đau đớn, quá khó khăn nhưng cũng rất cao cả này. Trên cao kia, tôi biết cậu bé đang nhìn xuống và mỉm cười. Sen đã nhận được cặp mắt của người yêu. Trên gương mặt trắng ngần và mái tóc vàng hoe là đôi mắt màu nâu trong veo, luôn tỏa ánh nhìn ấm áp dịu dàng. Đôi mắt long lanh như biết nói những lời yêu thương gửi đến mọi người. Những ngày sau đó, nhiều bệnh nhân đang chờ thay thận, gan, tim đã được cứu sống nhờ những bộ phận trong cơ thể cậu bé. Cậu bé đã ra đi mãi mãi, nhưng tình yêu quảng đại của cậu vẫn tiếp tục tồn tại và lan tỏa. Tinhhoa.net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.